có con gái này ít bữa ba bán được, ít bữa ba đóng tiền học cho con. Gia đình mình thiếu tiền học 2 tháng nay rồi, cô giáo nhắc con hoài, em về cũng không đỡ luôn. Ê ba, mấy tháng nay bé Huy chưa đóng tiền học phí anh, em cũng không dám gặp cô giáo nữa. Bác sĩ, nếu có đem con gắn ra ngoài xin bác sĩ hãy giữ lại cho tôi nha. Ông này hời quá. Ôi, hời thiệt. Thôi đi. Tình trạng sức khỏe ảnh nguy kịch lắm, tôi cũng không biết là ảnh có qua khỏi không. Tôi đem gắn cho bệnh viện luôn. Vì tôi bắt con gắn này để đóng tiền học cho con tôi đó. Người quá cắn xảy ra không? Trời ơi, cái xàm không mấy xàm không? Đem ra ngoài xét nghiệm rồi, nhớ dũng ra cho tôi đi rồi.
Bà ơi, được con cá coi nè. Bà nhớ bắt con cá này về làm cho Quy ăn nha. Dạ. Anh ơi. Hả? Mấy bữa nay á, nhà trường gửi thông báo đóng tiền học cho thằng Quy, mà em thấy không có tiền, em không có dám nói với anh. Mình dám nói với cô mấy bữa nữa đi. Dạ, nhưng nếu mà có gặp cô giáo chủ nhiệm á, thì em cứ nói rằng thư giãn mấy bữa nữa đi, anh sẽ gắng kiếm tiền nha. Dạ, nhưng em cũng không dám gặp cô giáo nữa. Nhà trường á, gửi thông báo tháng mấy, 2 tháng nay rồi đó anh. Bây giờ em cũng phải gắng động viên con để cho nó gắng cố gắng học đi, còn tiền bạc để anh lo cho. Dạ, nhưng mà em sợ anh Quy nó buồn. Anh cũng biết như vậy, nhưng mà hoàn cảnh gia đình của mình thì em cũng biết rồi. Gắng động viên cho con nó học, nói cô ít bữa nữa đi, anh sẽ gắng cố gắng làm. Em là cái nguồn động viên lớn nhất của con. Dạ, thì em cũng cố gắng. Còn tiền bạc để anh gắng sẽ cố gắng. Dạ. Dạ, chào cô. Anh hái rau muống hả? Sẵn đi bắt cá rồi gặp rau muống nó mọc ở khu vực làng này thì hái em về cho gia đình ăn luôn. Cô giáo tìm tôi có việc gì không vậy? Em qua đây là để báo với anh là hôm rày bé Quy nó nghỉ học với anh. Hả? Vậy sao cô? Em có gửi giấy báo cho nhà nhưng mà em không thấy ai lên hết á, nên là em mới lại nhà kiếm anh. Sẵn tiện á, em muốn báo với anh là mấy tháng nay bé Quy chưa đóng tiền học phí á anh. Cái này em cũng ngại lắm, nhưng mà anh thông cảm giúp em để đóng cho thằng bé đi học đi. Nhà trường cũng biết á là hoàn cảnh gia đình của anh rất là khó khăn, nhưng mà em cũng ngại lắm, nên anh thông cảm giúp em nha. Dạ được cô, tôi hiểu mà. Dạ thôi cô, qua đây ngồi với tôi đi. Dạ. Hôm bữa em có gửi giấy mời về nhà, anh có nhận được không? Dạ cũng có nhận được á cô, nhưng mà do cô cũng biết hoàn cảnh rồi đó, thì tôi cũng gắng cố gắng kiếm tiền để mà lên đóng học cho con tôi đây. Nói thật tình với cô lần này, nhà cửa thì đi cất tạm, ở đất tạm của người ta, tự ra tôi cũng gắng cố gắng đi mò cua bắt ốc bắt cá rồi rau cải để tôi bán đi, dành dụm được ít tiền rồi đó, thì chắc cũng ít bữa nữa thôi. Thì cô nói dùm với ban giám hiệu nhà trường giúp dùm tôi. Dạ, thì về phía nhà trường á cũng rất là thông cảm với hoàn cảnh của gia đình anh, nhưng mà còn có một tuần nữa là bé Quy thi giữa học kỳ rồi, nên là anh cũng tranh thủ đóng giúp đi, chứ nhà trường cũng ngại vấn đề này lắm. Dạ. Dạ. Với lại em cũng thú thiệt với anh á. Dạ. Là đầu năm em thấy bé Quy học rất là tốt. Dạ. Nhưng mà sao dạo gần đây em thấy em nó học sa sút với anh, có vẻ hơi lơi đãng trong việc học. Anh coi kèm cặp hay là có cách nào để cho bé nó học tốt hơn không anh? Chứ em thấy học vậy không có được đâu. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Để trưa nay về thì tôi sẽ nhắc con nó học lại đàng hoàng. Dạ, thôi để em về. Chiều nay em còn có tiết dạy nữa, có gì á thì anh cứ gọi cho em hoặc là lên trường kiếm em nha. Dạ. Dạ, anh bảy em về. Bà ơi, tôi bắt được con rắn. Con rắn đâu mà bự vậy? Làm thịt hầm đu đủ cho anh ăn nha. Ăn
bồi dưỡng. Mấy bữa giờ anh làm cực lắm rồi đó. Tôi thì ăn sao cũng được không sao hết. Tôi nghĩ bây giờ đem cái con hắn đi ra ngoài chợ bán một mấy trăm ngàn để đóng tiền học cho con đó. Sao cái gì anh cũng lo quy tiền học cái gì? Anh phải lo sức khỏe của anh trước chứ. Anh rồi có bệ gì rồi Quy với em thì sao? Không có sao đâu. Nhưng mà tôi nghe nói thằng Quy nó nghỉ học mấy bữa nay đúng không? Thì nó nghỉ học mà em thấy anh lu bu công việc của em không có nói với anh. Tôi nói rất là nhiều rồi. Vợ chồng mình làm sao cũng được hết trơn rồi á. Tôi nhịn đói nhịn khác sao cũng được hết. Nhưng mà gắng cố gắng lo cho con nó học. À thấy tôi không có được học hành vậy nè. Bây giờ có được một thằng con một thôi. Bây giờ phải gắng lo cho nó hết. Ở nhà gắng lo cho con nó học á. Trưa nay chút xíu nữa nó đi học về, kêu nó ngồi gặp tôi. Thấy anh lo công việc nhiều quá nên em không dám nói. Thôi bà đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ tôi đem ngoài chợ tôi bán này. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Dạ mời cô. Dạ em cảm ơn anh. Bữa nay em qua đây á là để báo với anh chị là em Quy rõ ràng nó nghỉ học á anh chị. Sao con nó nghỉ học mà bà không biết gì trơn vậy? Ngày nào tôi cũng thấy nó cầm cặp sách đi học. Tôi đâu có biết nó nghỉ học đâu. Bây giờ cô giáo nói là 3-4 bữa nay nó nghỉ luôn rồi đấy kìa. Sao ở nhà con đi học mà cũng không biết nữa? Tôi thì sáng ngày nào tôi cũng lo cơm, lo nước, rồi nhà cửa dọn dẹp rồi này kia. Thì tôi cũng thấy nó đi học thì tôi biết nó đi thôi, chứ tôi có đi theo nó lên trường đâu mà tôi biết nó nghỉ học. Tôi cũng phải lo nhà cửa cơm nước nữa. Tôi đâu có đi theo nó tới trường đâu mà tôi biết nó nghỉ học. Tôi dặn rất là nhiều lần rồi. Cái việc mà đi kiếm tiền là để tôi, còn ở nhà lo cho con học tới nơi tới chốn là cái việc của bà. Có cái việc nhắc con đi học thôi, bà cũng không theo dõi nữa. Để bây giờ cô nói nghỉ là mấy ngày trời luôn rồi kìa. Anh chị cứ bình tĩnh đi. Khi nào bé Quy về á, anh chị nhớ nhắc bé Quy đi học để bé còn theo kịp bài vở, tại vì cũng sắp thi tới nơi rồi á. Dạ. Với lại cái chuyện hôm bữa em nói với anh á. Có đó cô. Hôm trước tôi bắt được con rắn á, bán được mấy trăm ngàn, sao bà không đi đóng tạm cho con đi học? Thì bữa anh đưa mấy trăm, nhưng mà tôi mua gạo thóc đồ ăn đồ trong nhà, rồi còn nhiêu tôi mua thuốc cho anh đó. Mấy bữa giờ thấy anh bệnh hoạn, ho sù sụ à. Cái chuyện mà bệnh hoạn của tôi bà không quan trọng bằng cái việc bà đóng tiền học cho con đây kìa. Mặc kệ cái chuyện bệnh hoạn của tôi, cái quan trọng là phải đóng học phí cho con để thi kịp học kỳ kìa. Anh Bảy, có gì mình bình tĩnh mình nói. Em chỉ nhắc vậy thôi à. Bé Quy về á, anh chị nhắc bé đi học lại cho đàng hoàng nha. Thôi em đi về. Anh chị em về. Dạ cảm ơn cô. Chào con. Đó bà thấy đi, con nó bỏ học mấy bữa luôn, bà cũng không biết luôn. Bây giờ bà sáng mắt rồi chứ gì. Cô giáo tới nơi nói nó nghỉ 3-4 ngày luôn. Ở nhà bà dạy con sao vậy? Thì bây giờ hả, nó không muốn học nữa cho nó nghỉ học luôn đi. Bà bị gì vậy? Chứ mấy đứa ở xóm mình nè, nó học lớp 6, lớp 7 nó cũng nghỉ hết rồi. Cho nó nghỉ luôn đi. Tôi không cần biết cái chuyện nhà người ta. Mình nè, ở nhờ ở đậu trên đất của người khác, tôi phải lo cho nó học từ tới nơi tới chốn. Bà cũng biết là tôi không biết một chữ nào, bà muốn nó giống tôi sao? Thì á, mấy đứa ở xóm này á, nó cũng học lớp 6, lớp 7 nó nghỉ hết rồi. Giờ con mình á, thấy nhà mình cực khổ quá, nuôi không nổi. Giờ mới cấp 2 à, mình nuôi còn không nổi. Lên cấp 3 rồi vô đại học, ông nuôi nổi không? Anh á, thì bệnh hoạn vài năm nữa à. Đi tới bây giờ rồi ai lo cho nó? Tôi nói cho bà biết, thân tôi coi như bỏ đi. Tôi phải gán lo cho thằng Quy nó ăn học cho tới lớn để cho nó biết chữ. Dù sao đi nữa tôi có năm xuống đi nữa, tôi cũng phải gán lo cho nó học. Bà hiểu chưa? Xin của dì Tám hai cho chú nè, cô ăn đi. Dạ, cảm ơn ba.
chịu. Sáng giờ con đi học giờ nào đây? Con mới học mới gì, với lại hôm nay á cô Sáu khen con học giỏi á. Thiệt không? Dạ thiệt. Khi nào con thi học kỳ? Dạ khoảng vài ngày nữa. Vài ngày là mấy ngày? 3 ngày. Thì trong lúc này con có ôn bài chưa? Dạ rồi, con học hết rồi. Thiệt luôn đó hả? Dạ. Con nhìn vô mặt ba đi, nhìn thẳng vô mặt ba. Con có nói dối ba không? Dạ không. Chắc chưa? Con còn nói dối với ba được hay sao? Mấy bữa nay rồi, 3-4 bữa rồi không đi học là sao? Ba cực khổ nuôi con, ba chỉ cầu con đi học thôi. Tại sao con trốn học? Giờ này về con đừng nói dối ba nữa hả? Con không có nói dối, con nói thiệt mà. Thiệt, thiệt mà cô giáo hồi sáng tới đây nè, nói với ba là con 3-4 ngày không tới trường. Con còn nói dối tới ba bao giờ? Lúc sáng cô vô đây nè, nói là 3-4 ngày nay con đã bỏ học hẳn luôn. Giờ này về con còn nói tối em lẻm. Tại sao vô Quy? Con làm ba tức chết đi mà. Ba tại ba làm hết sức mình để kiếm được tiền đóng tiền cho con học, mà tại sao con phải nghỉ? Tại con không muốn ba cực khổ. Chính vì ba cực khổ, nhà mình nghèo, ba không biết chữ, ba muốn con học, học để sau này con không còn khổ nữa giống như ba. Con có hiểu được không vậy? Nhưng mà nhà mình có tiền đâu mà học. Gia đình mình thiếu tiền học 2 tháng nay rồi. Cô giáo nhắc con hoài à. Con gặp bạn bè cũng bất tử. Con về con hỏi mẹ, mẹ nói nhà không còn tiền nữa. Với lại con chỉ muốn đi theo phụ kiếm tiền với ba mẹ. Thôi kệ, con nghỉ học con đi phụ ba. Ba xin lỗi con. Chuyện kiếm tiền, cho tiền học hành cho con là đó là cái chủ kiến của ba. Nhưng con hứa với ba là từ đây về sau không được tốn học như vậy nữa. Nghe không? Dạ. Cả đời ba không có một chữ lộn lưng. Con muốn con học để sau này con không phải khổ giống như ba như bây giờ. Ba ơi, để con đi bắt cua bắt ốc, con phụ ba má nha. Không bao giờ, đừng bao giờ suy nghĩ điều đó. Tập trung học cho ba, học để có cái chữ, đừng để dốt như ba. Con có hiểu không nào? Dạ. Nghe lời ba. Nhưng mà nhà mình có tiền đâu mà học. Ba biết, chuyện này để ba lo. Nhưng mà còn có 2-3 ngày nữa là con thi vô học kỳ rồi. Con hỏi mẹ, mẹ nó hết tiền nữa. Ba xin lỗi. Như ba hứa với ba là từ đây về sau là con phải gắng học. Nghe không? Dạ. Xíu mình để bà bắt. Ừ. Này, bà đi bà bắt được một mớ ốc, một mớ cua để bà bán để dành cho con. Dạ. Bữa nay đi thôi, ngày mai ở nhà đi học cho ba chứ không có theo ba gì nữa đâu. Nha. Dạ. Mọi thứ mà bán được kiếm tiền hãy đóng học cho con. Dạ. Nha, yên tâm.
Nhà mình nghèo, con phải gắng cố gắng học. Nhớ là ba không có biết chữ, cái gì ba cũng nhờ con đọc giùm đó, nhớ không? Dạ. Ừ, học cho nó ngoan, cho nó giỏi đi. Dạ. Mai á, ở nhà ba chỉ đi một mình thôi. Dạ. Còn ở nhà với mẹ không có được đi tới ba như vậy nữa, hiểu không? Dạ. Vậy ba? Trời đất ơi, con rắn bự quá à. Cẩn thận nha ba. Cẩn thận nha ba. Bự quá, thôi ba bỏ nó luôn đi. Con đi ra ngoài đi. Mau đi. Ba ba, nó vụt ra rồi, thôi bỏ đi ba ơi. Sao con đi ra ngoài kia đi. Dạ. Con đi ra ngoài trước đi. Ba, nó vụt rồi, bỏ nó luôn đi ba ơi. Bỏ luôn đi ba ơi, bự quá à. Sao rồi con? Con đi ra ngoài. Dạ. Cẩn thận nha ba. Bỏ đi. Nguy hiểm lắm ba ơi. Thôi. Con đi ra ngoài đó cho ba. Chạy ra ngoài dạ. Đi. Mau. Thiếu tiền trường cho con, ba phải bắt được nó. Thôi mà ba, đỡ với mày bị nó cắn thì sao? Không có sao đâu, con cứ đứng yên rồi đó. Con chạy qua đây, con chạy ra ngoài cho ba. Chạy qua đây. Ba, ba thả đi ba, chết nó ba. Ôi nguy hiểm quá ba ơi, bỏ nó đi ba. Phải bắt nó để bán đóng tiền trường cho học tụi con. Con
đứng im đó cho ba nghe. Dạ dạ. Một cái cây kia cho ba đi. Lấy cây bự, lấy cây bự cho ba. Dạ bác. Con đưa cái đó cho ba nhanh. Dạ 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 dạ. Kìm nó cho ba. Con lá này nó bự quá à. Ba bỏ nó đi ba. Không được, con đi ngay sau lưng ba nghe. Để ba, ba phải bắt nó để bán kiếm tiền qua học cho con. Thôi mà ba. Con gắng nè ít bữa. Ba bán được ít bữa ba đóng tiền học cho con. Con bán mắc cỡ với bạn bè nữa. Ba. Con không cần đâu. Con không cần tiền để đóng tiền học. Con được rồi ba ơi. Nghe lời ba. Nghe lời ba đi học cho ba nghe. Con kêu ba thả con rắn là ba bắt gì hả ba? Ba đã, con đã kêu ba là đã con rắn đi đừng có bắt nó mà. Nó to lắm. Nó cắn vô ba nguy hiểm lắm ba ơi. Ba không sao mà. Nghe nghe ba. Đi. Không có sao đâu con. Đừng có. Bị gì anh đẩy? Ba con bị rắn cắn. Tôi bị con cắn này nó cắn này. Trời ơi rắn này là rắn độc anh đẩy ơi. Anh bị gì vậy anh đẩy? Trời anh cắn nó cắn này cắn nó chỉ có cắn tôi một chút thôi mà không có gì đâu. Trời ơi rắn độc anh đẩy ơi. Cái này phải đi bệnh viện. Nhưng mà nó cắn tôi có một cái à. Không sao đâu. Mai mai đi kiếm dây cắn rồi mới được. Cái dây cây. Không sao đâu con. Không sao đâu mà. Đừng có khóc. Nãy rồi. Rồi. Cứ ba cứ buộc cái đó lại cho tôi đi. Ba con mới có sao mấy chú? Để chờ ba không có sao đâu con. Ba ráng nha ba đừng có bỏ con nha ba.
Ba không sao đâu con. Ba tự nhiên bắt con rắn làm gì? Con nói ba rồi, con rắn nó bự, nó nguy hiểm lắm. Ba bắt nó làm chi? Anh lấy rắn anh lấy. Đợi chiếc đưa bác sĩ tới đây anh Bảy. Anh Bảy rắn anh Bảy. Dạ dạ. Dạ nãy em có nói chị Bảy ở nhà này chút xíu nữa, chị Bảy lên tới anh Bảy. Dạ dạ dạ. Đợi chiếc đưa bác sĩ tới đây anh Bảy. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn ba. Dạ. Rồi anh Bảy. Trẻ không? Dạ dạ. Cảm ơn con hai nhiều. Chút nữa mẹ con vô thì con phải đi về. Nhớ học cho ba, không được bỏ học nữa nghe chưa. Dạ. Ba không sao đâu. Sau sau khi bác sĩ khám ba xong ba sẽ bán con hắn này đủ tiền đóng học cho con cứ yên tâm. Nghe. Hứa với ba đó. Dạ con hứa. Ông không được nghỉ học nữa nha. Dạ. Thầy làm việc. Mấy cô bác sĩ tới làm đây. Bác sĩ tới làm việc á. Nhưng mà không có gì mấy cô có thể. Dạ dạ. Chúng ta chỗ này giúp nha. À, anh biết rắn gì không? Dạ rắn này rắn hổ mang hổ đốc mình ở đây bác sĩ. Rắn hổ mang đó. Dạ. Em có chắc điều đó không? Dạ chắc. Khoảng 4 đến 60 phút. À, quá sốc. Thì trường hợp này thì anh xác định đây chắc là rắn hổ mang đúng không? Dạ hổ mang. Rắn hổ đất đúng không? Hổ đất mình. Nếu anh khẳng định đây là rắn hổ mang đất á, dạ, thì tôi báo với chuyên khoa sẽ truyền huyết thanh cho nạn nhân. Dạ. Bác sĩ, đến cứu ba con nha. Con yên tâm, đó là trách nhiệm của bác à. Ừ. Vậy con rắn này anh có thể làm phiền ngay con rắn ra ngoài. Dạ dạ, được rồi bác sĩ. Trong khu này nó nguy hiểm. Dạ dạ. Bác sĩ, nếu có đem con rắn ra ngoài, xin bác sĩ hãy giữ lại cho tôi nha. Sao sao vậy? Vì tôi bắt con rắn này để đóng tiền học cho con tôi đó. Tôi xin bác sĩ nha. Dạ, anh cứ yên tâm nha. Chúng tôi sẽ đem ra xét nghiệm rồi sau đó tôi sẽ giữ con rắn lại cho. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Anh Bảy đưa rắn em cầm cho anh Bảy. Có ba, có ba. Dạ dạ. Đem ra ngoài xét nghiệm rồi nhớ giữ ra cho tôi nha. Dạ dạ được. Không dạ, được dạ, đưa cho ai đó. Dạ dạ anh Bảy. Rồi vậy thầy sẽ được giữ lại. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn. Cái bài con rắn muỗng của mình úp quá trời lại luôn nè. Để tao mở thử. Quá gì còn men luôn, vô coi lẹ đi. Cái gì? Ông này hời quá. Hời thiệt. Thôi đi. Lần đầu tiên gặp con rắn trong bệnh viện. Ủa, con bé nặng thèm nặng thịt nặng. Rắn và cái cướp. Đúng rồi. Ủa, nhỏ này nó ác gì? Chuyện gì hài nhất năm. Ôi, tụi mình nổi luôn á mày. Ủa, nổi sao mà quá trời luôn. Giờ ổng nổi luôn mình nữa nè. Mình đăng xong giờ ổng nổi mình luôn. Ê. Bác sĩ mình thấy chắc bỏ chạy luôn. Bác sĩ không gắn vô gặp gắn. Bác sĩ tẹt mất tiêu luôn. Người quá cắn xảy ra. Làm cái trò, cái xà mua mấy xà mua. Trời ơi. Nó làm rắn cho bệnh viện luôn. Nè. Em vô bệnh viện làm gì vậy? Ai biết gì vậy? Ông bác sĩ bỏ chạy luôn kìa. Chắc đưa thì lầy thì chết.
ơi, lầy quá lầy luôn. Thôi mai cấp cứu mà cặn rắn nhéo trời. Ủa, con mình ổng á. Ừ, con mình ổng á. Người duy nhất có người nổng. Gì? Đem đoán vào bệnh viện hả? Xét là mẹ chị bỏ chạy đúng không? Cặn rắn vô gặp nhau không có mục tiêu. Lê quá. Cho con khán giả, trời trời nghĩa sao vậy? Nghĩa là gì vậy? Cho khán giả nó nghĩa là sao á? Đây đây đây. Trời ơi, có đâu. Ủa anh cái phỏng vấn gì vậy? Cái hoài vậy? Đâu? Con không cần phỏng vấn gì nè. À, chào con. Dạ, chào chú. À, con ơi, con có thể kể cho chú nghe cái câu chuyện sao ba con bị rắn cắn được không con? Hôm đó con với ba con đi thăm bẫy, nghe đâu gặp nguyên con rắn bự ơi là bự luôn, mắc kẹt trong cái bẫy đó. Ba con định lại bắt mà không hiểu sao nó khè, không ngờ là nó khè xong nó giọt đi luôn. Ba con mới chạy theo bắt nó cho bằng được. Lúc đó con rắn nó bự lắm, ba con đuổi theo cho bằng được. Lúc đó con rắn á, nó quay lại nó khè khè, nó định cắn ba con. Lúc đó con mới nói với ba con: ba ơi, đừng có bắt con rắn đó, nó bự lắm, nguy hiểm lắm. Ba con không chịu, ba con nói là nhất quyết phải bán con rắn để lấy tiền cho con đi học. Lúc đó ba lao vô, ba túm được cái đuôi con rắn rồi. Ba định bóp cái đầu con rắn, nhưng mà không kịp. Lúc đó con rắn nó cắn vô cái đùi ba con một cái. Lúc đó con sợ quá, con la, cái mọi người mới chở ba con vô bệnh viện. Ờ, mà người ta nói sao mà ba con cầm con rắn vô bệnh viện chi vậy con? Dạ, thì mục đích chính của ba con á là mang con rắn vô để cho bác sĩ biết đó là loại rắn gì. Cái thứ hai á, ba nhất quyết phải cầm theo bán cho bằng được con rắn để lấy tiền cho con đi học, chứ sợ để ở nhà người ta thả mất con rắn của ba rồi con không có tiền đi học. Vậy bây giờ con có mong ước gì không con? Con chỉ ước á là ba con khỏe lại về sống với con với mẹ con à. À, vậy mà nếu ba con khỏe lại á thì con có mong ba đi bắt rắn nữa không con? Dạ không, con chỉ mong ba con làm nghề khác được rồi, không có được bắt rắn nữa, tại vì nó nguy hiểm lắm. Mà hai đứa mình hiểu lầm rồi đó hả? Bắt rắn để cho con đi học. Ờ, mà hai đứa mình... Đó rồi. Mình xái hay là mình xái đi hả? Ờ. Nhưng mà người ta share nhiều quá trời rồi, mấy trang khác cũng đăng hết rồi, sao mình xóa được? Chuyện vậy mà hai đứa mình đem ra như là chuyện vui rồi. Clip này vậy? Chị ơi, cho em hỏi là tình trạng sức khỏe của anh nhà mình như thế nào chị? Tình trạng sức khỏe anh nguy kịch lắm, tôi cũng không biết là anh có qua khỏi không. Bác sĩ nói anh bây giờ tình hình xấu dữ lắm, nghe nói là phải tiêm huyết thanh gì đó thì mới chữa được. Cái cha bắt rắn nè. Mà bây giờ không biết tiêm bao nhiêu mũi mà để mà chữa bệnh được cho ảnh, mà tôi cũng không có tiền nữa. Tiền bạc thì không có nữa. Giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Ủa, cho em hỏi câu thứ hai nha. Đó là em nhà mình đã đi bắt rắn lâu chưa chị? Ảnh không có phải là bắt rắn chuyên nghiệp. Hồi lúc ảnh còn khỏe thì ảnh làm đủ thứ nghề hết. Bốc vác, rồi làm phụ hồ, ai mướn gì là làm cái đó. Nhưng mà giờ ảnh lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu rồi đó, ảnh đi bắt cua rồi bắt cá, nói chung là gặp con gì là ảnh bắt con đó à, chứ ảnh không có chuyên nghiệp bắt rắn. Dạ, hiện tại thì chị có mong muốn gì không chị? Thì tôi không có mong muốn gì nhiều, muốn cho ảnh khỏe lại để ảnh lo cho thằng con nó đi học, lo cho mẹ con tôi thôi. Giờ tình trạng sức khỏe ảnh vậy tôi lo lắm, tôi đâu có muốn cái gì nữa. Tội quá ha. Chỉ muốn cho ổng khỏe lại để mà lo cho con đi học thôi à. Cái sự nghiệp gia đình chú quê á. Vô đi, vô trước đi. Dạ,
tụi con. Rồi con chào cô. Cô, cô. Chào chú. Dạ. Dạ mấy con. Dạ. Dạ chú khỏe chưa cô? Chú khỏe nhiều rồi. Mà tụi con là tụi con không có quen gì chú, mà hôm bữa tụi con đi ngang thấy chú bị rắn cắn mà tụi con không biết sự việc mà Dạ tụi con không biết mà tụi con quay clip chú rồi úp hình chú lên nói đùa giỡn giữa cọp chú, máu nói chuyện không đúng vậy chú. Là tụi con lỡ nói sai sự thật mọi chuyện thôi. Dạ con không biết chú bắt con rắn để đóng tiền học cho con chú, con thấy hối hận nên là tụi con mới nói mấy lời không đúng rồi chụp hình rồi nói xấu chú này nọ nên giờ không biết được, con thấy hối hận, mong cô chú tha lỗi cho tụi con. Thì ra là hai đứa úp hình tung lên mạng nói sai sự thật về chuyện của chú. Mai mốt á tụi con á muốn đăng muốn úp cái gì á thì tụi con á phải biết thông tin chính xác thì con hãy nói, con tìm hiểu kỹ lưỡng rồi con hãy nói, chứ con nói lung tung như vậy á ảnh hưởng tới nhiều người lắm đó con. Dạ. Tại vì á thông tin trên mạng á cộng đồng mạng rất là rộng lớn, không thể nào kiểm soát được. Cộng đồng mạng á là con dao hai lưỡi, có thể hại người cũng có thể giúp được người, bởi vậy tụi con phải cẩn thận. Dạ. Cô chú không có giận hờn gì hết á. Cô cũng rất vui là khi tụi con thấy cái việc làm của tụi con sai, nhận lỗi thì cô cũng vui rồi. Không sao đâu con. Dạ con chúc chú mau khỏe lại cho cô. Cho con gửi lời hỏi thăm đến chú ạ. Cảm ơn con. Dạ. Chú coi tụi con về. Dạ tụi con về. Con về. Em nghe thông tin là sức khỏe chồng chị đã tốt hơn thì chị cảm thấy thế nào ấy chị? Thì tình trạng sức khỏe của chồng tôi thì tốt lên nhiều rồi, ảnh sắp xuất viện. Tôi rất là vui mừng và cũng cảm ơn các y bác sĩ ở đây, rồi cảm ơn các nhà hảo tâm, các anh chị cô bác, các mạnh thường quân đã ủng hộ quyên góp tiền để tôi có tiền để tôi lo chữa cho chồng tôi khỏe. Tôi rất là vui và rất là cảm ơn. Tôi rất là xúc động khi có những người mà ở rất là xa, những anh chị cô bác và có những đứa em nhỏ rất là xa, tôi cũng không biết họ ở đâu mà họ cũng không biết vợ chồng tôi, nhưng mà họ cũng tận tình giúp đỡ, gửi tiền đến ủng hộ để tôi có tiền lo chữa bệnh cho chồng tôi. Và có những người ủng hộ về tinh thần, cũng nhắn tin rồi gọi điện rồi thăm hỏi chồng tôi, hỏi sức khỏe chồng tôi, rồi động viên tôi vượt qua cái khó khăn này. Tôi rất là bất ngờ và tôi rất là vui và xúc động khi tôi thấy là đồng bào của mình rất là biết gắn bó, biết lá lành đùm lá rách. Mặc dù những người rất là ở xa, ở từ phương xa rất là xa, không ai biết với ai hết, nhưng mà họ cũng rất là vui vẻ giúp đỡ. Tôi cũng cảm ơn tất cả các anh chị em cũng như là bạn bè phương xa cũng như là mấy đứa nhỏ đã giúp đỡ cho gia đình tôi vượt qua cái khó khăn này. Tôi cũng đại diện gia đình tôi
Xin chân thành cảm ơn tất cả. Ba, bác sĩ nói á là ba sắp được xuất viện rồi đó. Nhưng mà tiền đâu mà hai mẹ con đóng cho ba không rồi? À, cái đó là do mấy cô chú biết được hoàn cảnh là ba phải bắt rắn để có tiền cho con đi học, cho nên mấy cô chú thương mới cho ba á. Mấy cô chú cho ba tiền đóng tiền viện. Được, con có cảm ơn cô chú không? Dạ có. Con nhớ nè, cô chú bác thương ba là cho ba một phần để chữa bệnh thôi, còn một phần là muốn cho con có tiền để đóng tiền học, để sau này con học đàng hoàng thành tài, hiểu không? Dạ. Con nhớ cố gắng ba học thành tài để sau này giúp đỡ những người còn khó khăn như ba, hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi, biến đi. Tốt, biến thì biến. Có gì đâu, mình có năng lực thiệt mà. Người tin tôi đi, có năng lực thiệt chứng minh mọi người thấy. Dẹp cái vợ tôi qua một bên đi.